Hàng năm, có hơn 20.000 sinh viên xuất sắc nhất trên toàn thế giới nộp hồ sơ vào Đại học Harvard và chỉ có khoảng 5% trên tổng số các ứng viên được nhận. Còn Đại học Yale chỉ nhận khoảng 6,8% trên tổng số hồ sơ nộp vào trường. Đây chỉ là hai ví dụ nhỏ để thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt của các thí sinh khi đăng ký vào nhóm trường Ivy League. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Lê Tuấn Phát, người vừa nhận được suất học bổng toàn phần trị giá 240.000 đô la Mỹ vào trường Đại học Yale, đã chia sẻ về bí quyết vượt qua những đối thủ khác. Cái phần em cảm thấy ổn định nhất trong hồ sơ của em là những bài luận. Thì em thấy những bài luận của em nó cũng không phải là quá to tát, nhưng mà nó tập trung vào những cái yếu tố nó gần gũi với em nhất. Và chính vì thế nên em viết được nó một cách chân thật. Với chàng trai này, điểm SAT là điểm bắt buộc để đánh giá kiến thức tự nhiên và xã hội, không cần quá cao, nhưng phải tương đối hợp lý, khoảng 2.300 điểm. Bạn ấy có cái cách học rất là nhanh, thời gian thì mình giúp bạn ấy không có nhiều, nhưng mà mình thấy rằng là cái thứ nhất là cái khả năng ghi nhớ, cái thứ hai là cái cách làm việc rất là thông minh. Phát là một học sinh rất là cố gắng với những bài essay của bạn. Bài essay của bạn viết rất là thật và có cái chiều sâu cá nhân của bạn ấy ở trong những cái bài essay đó. Bản thân gia đình cũng là nguồn động lực rất lớn trong thành công của thí sinh xuất sắc này. Cái sự hỗ trợ của bố mẹ, anh chị em, thậm chí là cả các cái bạn bè là những cái hỗ trợ rất là quan trọng để giữ cân bằng cho các cháu trong cái việc mà duy trì cái kết quả học tập tốt ở trường, cũng như các cái hoạt động ngoại khóa tham gia ở mức độ vừa phải phù hợp với đam mê của mình và phát triển được các ý tưởng để hoàn thiện hồ sơ cũng như các cái bài luận. Trong hàng nghìn hồ sơ nộp vào các trường đại học danh tiếng, hầu như ai cũng có một bảng thành tích khủng về học tập, về hoạt động ngoại khóa. Nhưng điều quan trọng là bạn phải chứng minh về sự khác biệt của bản thân. Nhà tuyển sinh có thể không ấn tượng với điểm số của bạn, nhưng sẽ mở cửa chào đón bạn vì chính màu sắc riêng mà những người khác không có.